À, hôm nay là ngày thứ tư ở trên đảo Phú Quý. Hôm nay mấy anh em phải chia tay một người. Mình sẽ về Hà Nội trước. Đâu mà nó vừa ở đây. Chắc mang vali xuống nhà rồi. Đây. Anh em ở lại mới khỏe. Chia tay mình sẽ về Hà Nội trước. Hôm nay cũng là ngày thứ tư ở trên đảo rồi. Đang chuẩn bị hành lý để đi về. Một cơn kinh hoàng đang chờ đợi. Có thuốc rồi đấy. Mua thuốc à? Đâu thuốc đâu xem nào. Uống chưa? Chưa. Đi ăn xong rồi uống. Thấy bảo phải uống trước một tiếng đấy. Nãy khoảng 30 phút. Đây là loại thuốc chống say. Thuốc chống say của Hàn Quốc. Phải bú hết một lọ này đúng không? Chống say chống nhục. Vừa chống say vừa chống nhục. Cái lần đầu đi ra đây anh em không biết, chủ quan không uống. Nôn ói như kiểu muốn chết đi sống lại không được. Dã man. Là rút kinh nghiệm nó mua một chai. Nó về trước để nó review cho mình có gì. Không ổn mình phải uống hai chai. Nó đã thủ sẵn một chai rồi. Nhưng mà hôm trước anh thấy bảo phải uống trước một tiếng ra ấy. Nó đúng giờ đấy. Nó bảo 8 giờ chạy là 8 giờ chạy. Hôm trước mình đi nó chả đúng 7 giờ nó chạy. Đi chuẩn nhỉ? Đúng 9 rưỡi đến luôn. Bây giờ 27 sáng 10 phút. Ra bến Lạp Vườn. Đi ăn sáng. Đi ăn sáng xong rồi. Ăn cái quán hôm qua có mấy em gì ngồi. Ngay gần đây thôi. Ngay trên đường đi. Để vali tí mà ngoài thôi đi xe ra luôn. Đi xe ra luôn. À bảo là ra là cứ vứt để không chụp ảnh cho chị. Không, tao lại đi về. Nó yêu bà bảo vứt ở đấy. Chả sao đâu. Thì anh với Long lại đi về mà. Mỗi anh em một xe về. Đi ăn sáng xong rồi đi ra bến cảng bắt tàu. Hello. Vào đây ăn sáng trước khi đưa mình ra cả. Đây có món gì? Bánh canh chả cá. Bún thịt nướng ấy. Bún thịt nướng à? Bánh canh chả cá với bún thịt xào ấy. Bún thịt nướng. Thế ba bún thịt nướng. Bữa ăn tiễn bạn lên đường à. Trước khi SML. Về bờ thanh niên được về bờ trước. Buổi sáng ở đây mát nhỉ, không khí dễ chịu. Lên đây chơi mà thời tiết này chỉ muốn ngủ, gió hiu hiu mát. Đây là quán bún thịt nướng. Nướng nhìn ngon thế. Bún thịt ngon. Ăn nhanh lỡ giờ tàu mình lại ở lại thêm tuần.
đến giờ uống thuốc à? Mùi gì ấy? Nghe nhiều rồi. Tức là mùi gì vậy? Tức là mùi rồi. Có, như kiểu siro mà. Thuốc chấm nhục. Hết chưa? Không nhiều lắm. Hết. Tưởng nhiều quá ta. Bình thường. Hy vọng có tác dụng. Xử lý nhanh gọn xong bữa sáng, tinh thần hết sức khẩn trương. Về đông rồi. Anh cứ lắp ở nơi đây anh. Cứ phi ra đấy. Đây là con tàu Super Đông Phú Quý 2. Ác mộng của mình ở lượt đi. Không phải đông người về thế. Về đông. Rồi lên đây. Đấy, bắt cá đấy. Lên ổn định chỗ ngồi xong mà ngủ luôn đi. Cố mà ngủ sớm. Chỗ này có định ngủ mà. Lên đây, lên đây. Xách vali về nước đây. Lượt về này thấy đông hơn lượt đi. Nếu không được đi thì phải vắng vắng. Bộ đội biên phòng soát vé. Thôi, đi nha. Ở bến cảng này không? Chú cua đánh bắt cá luôn đây à. Đây ngư dân đánh bắt cá về họ chở luôn ra cảng bán ở đây. Tôi còn phải qua hai lớp. Một là bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng ở cảng soát vé một lần, xong vào đến đây lại có một nhân viên của tàu Super Đông soát vé lần nữa. Qua hai lớp kiểm soát vé. Bộ đội biên phòng soát lần nhé. Xong vào đây nhân viên soát. Kiểu đội tuyển Việt Nam xách vali về nước. Bài mình nhá.
Về, về đây. Ê, sáng ra họ cá ở đây rồi. Thôi anh em đi về. Anh em tôi vẫn tiếp tục ở trên này. Tiễn Minh về Hà Nội rồi.